Thủy Tiên thay mặt cho công ty em Fast Home xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Làm giàu không khó do công ty em Fast Home phụ trách. Và tiếp theo cái chủ đề gọi là tiền EDD, tức là tiền thất nghiệp. Thì rất là may trong cái tuần vừa qua khi được cái thông báo là chủ nhân của những cơ sở thương mại cũng giống như những người đang nhận tiền gọi là theo cái 1099, tức là self-employed hoặc là những independent contractors. Rất may là vì cái chương trình PUA mà hiện nay tất cả những quý vị đó đã được đăng ký cho cái tiền thất nghiệp. Và phải nói là trong tuần vừa qua thì công ty Impact khá là bận rộn để giúp quý vị ghi danh cho cái tiền thất nghiệp vừa qua. Phải nói là từ những cái gọi là chủ của cơ sở thương mại cho tới những người gọi là nhân viên đi làm ngành nghề như là delivery vân vân, và ngay cả những bạn rất là trẻ vì không có rảnh rỗi về những cái đơn gọi là xin tiền thất nghiệp này, hoặc là đã làm sai một điều gì đó trong cái quá trình mà điền cái đơn này, thì may mắn rằng là công ty Enfast có thể hỗ trợ họ để hoàn tất cái lá đơn, đặc biệt là những lá đơn bị từ chối từ sở gọi là thất nghiệp EDD vừa qua đó. Cho nên là khi mà công ty cũng giống như Thủy Tiên đây đã làm được một cái điều gì đó cho quý vị thì thật sự ra Thủy Tiên thấy mình rất là vui và hạnh phúc vì điều đó, vì rất là nhiều quý vị đang trông chờ cái nguồn tiền thất nghiệp này. Có những trường hợp Thủy Tiên thấy đó là có những bạn trẻ thì phải nói là cũng chỉ mới ra trường và cũng làm ngành nghề cũng không phải là full time nữa, vừa đi làm vừa đi học, nhưng mà không biết vì lý do gì mà khi đi điền cái đơn gọi là tiền thất nghiệp lúc ban đầu thì lại bị từ chối, hay là những cái câu hỏi ở trong đó vì một cái câu hỏi nào đó mà đã trả lời sai cho nên đã bị từ chối. Cho nên là khi mà gọi là giúp cho những cái bạn trẻ như vậy thật sự gọi là được cái tiền thất nghiệp thì đó là một cái điều rất là hạnh phúc đối với Thủy Tiên, vì Thủy Tiên biết cái sự trông chờ và phải cần cái nguồn tiền gọi là phụ giúp từ cái sở thất nghiệp đó nó đối với họ là quan trọng như thế nào. Quý vị để ý, ngay cả những cặp vợ chồng mà nằm ngành nghề neo cũng vậy, có những cái paycheck Thủy Tiên thấy rất là phải nói là vừa đủ để chi trả cho tiền nhà, rồi tiền điện, tiền nước, rồi những cái tiền ăn, tiền uống và sinh hoạt trong gia đình hàng tháng mà thôi. Tức là có những cái paycheck Thủy Tiên thì thấy đó là mỗi 2 tuần có chừng khoảng có chừng 1.800 tới 1.200 vân vân mà thôi. Thì nếu mà với một cái gọi là cái thu nhập như vậy mà sống ở tại tiểu bang California thì thật sự rất là eo hẹp. Đó, mà bây giờ nếu mà mình mất cái công ăn việc làm đó nữa thì làm như thế nào mình có thể duy trì được cái đời sống của mình trong những tháng tới. Có nhiều quý vị, nếu mà quý vị để ý, đây chỉ là cái khởi đầu của cái gọi là cái đại dịch này thôi. Nó còn những cái năm tháng tới nữa, khi có những cơ sở còn phải bị thiệt hại về cái việc mà kinh doanh của họ, rồi có những quý vị phải bị mất đi công ăn việc làm hay bị giảm cái thời gian mà đi làm việc đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái nguồn thu nhập của quý vị bị ảnh hưởng liền, công ăn việc làm của quý vị cũng bị ảnh hưởng luôn đó. Chính vì vậy Thủy Tiên luôn luôn gọi là khuyên quý vị rằng nếu được sự giúp đỡ tài chính nào đó từ những cơ quan nào đó thì quý vị hãy cứ mạnh dạn mà đi đăng ký. Có những lúc có thể cái tờ giấy hoặc là cái giấy đăng ký đó nó khó khăn đối với quý vị, thì quý vị hãy nhờ gia đình bà con hay là những dịch vụ có thể giúp cho quý vị để hoàn tất cái thủ tục đó. Vì ít ra nhất mình đang làm một cái dự án, đó là dự án phòng ngừa. Nếu trong trường hợp thời điểm như thế này kéo thêm 6 tháng nữa hay là tới cuối năm, thì quý vị nghĩ nên mình có thể không có công ăn việc làm, hoặc là mình không có cái sự hỗ trợ từ cái sở thất nghiệp, thì cái cuộc sống đời sống của mình sẽ ra sao đó. Và tới cái thời điểm này á, theo như những gì mà Thủy Tiên ghi nhận á, thì hiện nay ở tại sở thất nghiệp đã nhận khoảng cỡ chừng 4.2 triệu lá đơn nhá. Và phải nói là tính từ cái gọi là, nếu mà nói trở lại cái lịch sử từ năm 1970, thì vào thời điểm đó thì có chừng khoảng cái người mà gọi là lá đơn mà được ghi danh cho tới cái sở thất nghiệp á, thì nó ở cái mức khoảng 12% mà thôi.
Đó, nhưng mà với thời thời điểm hôm nay, với cái đại dịch ngày hôm nay thì cái đây là một cái gọi là cái số người đăng ký thất nghiệp lớn nhất và nhiều nhất từ xưa đến nay, và con số này lên tới 18% so với tất cả những cái thời điểm vào lịch sử đã xảy ra về cái việc mà người ta đăng ký cho cái cơ quan sở thất nghiệp đó. Và nói riêng vào tháng 5 vừa qua thì có khoảng 298.000 lá đơn đã được ghi nhận, và tổng cộng một lần nữa là có khoảng 4.2 millions, tức là triệu lá đơn đã được gửi tới. Và cái số gọi là cái số tiền đã được chi ra đó là lên tới khoảng 54 tỷ Mỹ Kim nha. Đó thì với cái phần thông tin này thì Tiên không biết là cái tình hình mà phải nói là về cái việc mà gọi là người thất nghiệp sẽ bị mất công ăn việc làm, khoảng sẽ hoặc là sẽ bị hoãn công ăn việc làm tới tới thời điểm nào hay tới tháng nào. Nhưng mà tuy nhiên quý vị nếu ai chưa có gọi là ghi danh cho cái tiền thất nghiệp thì hãy bỏ thời gian ra và làm công việc đó nha quý vị. Vì cái gì cũng vậy, đặc điểm là vào cái thời điểm gọi là crisis, tức là có những cái gọi là cái dịch như thế này thì có thể cái gì cũng có thể thay đổi bất cứ vào lúc nào, thời điểm nào và thời gian nào. Nói một cách khác, có một điều mà Thủy Tiên gọi là muốn chia sẻ thực tế cho quý vị hiểu về một chút nhé, là ngay cả cái tiền thất nghiệp chưa chắc nó có thể lưu trữ cho quý vị vào gọi là tháng tới hay là tới cuối năm như là cái luật đưa ra đó. Vì phải nói là Quốc hội đưa ra luật thì cũng có thể thay đổi luật, hoặc là cái ngân sách không còn nữa thì làm sao người ta gọi là làm sao mình vẫn có thể gọi là nhận được cái nguồn tiền gọi là hỗ trợ đó, hoặc là nguồn tiền thất nghiệp đó. Đó, có phải quý vị phải hiểu một điều là cái thực tế nó là như vậy. Cho nên luôn luôn đặc điểm là Thủy Tiên ở trong ngành nghề tài chính, phải nói là làm cái ngành nghề cố vấn tài chính thì nó giúp ích cho cái cuộc sống của Thủy Tiên một điều là người nó xa về tài chính. Thủy Tiên luôn luôn là người phải nói là tính và phải phải làm những cái planning, tức là phải có những cái dự án phòng ngừa khác nhau cho mình. Tuy rằng mình phải nói là phần đông chúng ta khi không phải trong ngành nghề này thì chắc chắn mình không thể nào mang cái tư tưởng là sẽ phải lúc nào cũng phải lo toan tính hoặc là tính cái bài toán về tài chính của mình, của gia đình mình, vân vân. Nhưng mà đặc điểm vào thời điểm này quý vị ạ, hãy làm, và đặc điểm về cái vấn đề tài chính thì hãy làm gấp, làm nhanh và chuẩn bị cho mình để lỡ có những cái emergency, những cái gọi là khi mình không muốn tới cái thời điểm mà phải gặp những cái khó khăn rồi mình bắt đầu mình tính cho cuộc sống của mình. Vì thế quý vị nào mà đã gọi là nộp đơn để xin tiền thất nghiệp vừa qua thì may mắn rằng lần này thì cái sự hồi âm của bên sở thất nghiệp khá là nhanh. Có những lá đơn Thủy Tiên nhớ là Thủy Tiên nộp trong cùng một ngày, tức ngày 28, và cũng được trả lời từ ngày 28 đó. Còn những cái lá đơn như là hôm trước hôm sau cũng đã nhận được rồi đó. Còn những quý vị nào chưa được nhận được cái sự gọi là hồi âm từ sở gọi là thất nghiệp đó, EDD, thì quý vị hãy đợi chờ chắc là khoảng tuần tới mà thôi nhé. Và quý vị hãy lưu ý giùm Thủy Tiên một điều là khi là mình làm cái certification hàng tuần đó thì nhưng mà ở tiểu bang California là mình làm mỗi 2 tuần, thì mình phải lưu ý những cái câu trả lời của mình, tại vì một khi mình trả lời sai trong cái certification của mình thì chắc chắn mình sẽ bị disqualified, tức là không có hợp lệ và quý vị sẽ ngừng không nhận được cái nguồn tiền thất nghiệp đó nữa đó. Cho nên đừng có vội vã, nếu mà không biết câu trả lời hoặc là mình không hiểu rõ cái câu hỏi đó đó thì mình hãy nhờ một người nào đó, người bạn, người nhà gì đó của mình giúp mình để mình làm cái certification cho cái tiền thất nghiệp của mình mỗi 2 tuần. Có những tiểu bang là mỗi 1 tuần, thì quý vị hãy lưu ý giùm cho Thủy Tiên cái điều đó nha. Tại vì cái phần đó rất là quan trọng. Phải nói là có những lá đơn Thủy Tiên làm từ kiểu tiểu bang Tennessee cho đến tiểu bang Florida cho tới Maryland cho tới Texas vân vân. Thì mỗi một tiểu bang cái hệ thống nó hoàn toàn khác nhau hết cả. Đó, cho nên khi mà hoàn tất rồi quý vị hãy luôn theo dõi trên cái trang mạng gọi là trang mạng sở thất nghiệp của mỗi gọi là tiểu bang, và nhớ đăng ký và certify đúng và câu trả lời phải đúng chứ đừng có sai nha quý vị. Đó.
Và cái phần thông tin cuối cùng mà Thủy Tiên muốn gửi lại cho tất cả quý vị rằng là hiện nay vì cái số lượng công việc của công ty Empath khá là nhiều, phải nói là cái ngành cái công việc mà ghi danh như thế này chỉ là một cái việc mà công ty và cá nhân Thủy Tiên chỉ mong muốn để góp một cái bàn tay để hỗ trợ cho quý vị có được cái nguồn tiền hoặc là những cái chương trình cứu trợ gửi tới cho quý vị mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên đây không phải là cái ngành nghề mà chính của công ty hoặc là công việc chính của công ty, cho nên chỉ vì vậy bắt đầu từ ngày hôm nay thì công ty Empath sẽ không nhận một cái lá đơn ghi danh cho cái tiền gọi là đăng ký tiền thất nghiệp nữa. Và Thủy Tiên hy vọng quý vị hãy thông cảm vì thật sự ra là cái thời gian mà công ty cũng giống như là cá nhân của Thủy Tiên đã để dành riêng cho cái việc mà hỗ trợ những cái công việc ghi danh cho sở thất nghiệp hay là xin tiền PPP hay là xin tiền cứu trợ của những cái cơ quan khác nhau đó, thì nó đã chiếm khá nhiều thời gian. Và ngay cả tới thời điểm này á, thì công ty còn một khối gọi là cái lá gọi là đơn để xin cái tiền PPP cho những cái cơ sở thương mại nhỏ, tức là Paycheck Protection Program đó quý vị. Thì để có thể tiếp tục làm những công việc đó thì dĩ nhiên bên công ty cũng phải một lần nữa là tạm ngừng, cũng không phải tạm ngừng nữa, cho thì tên xin giữ lại là sẽ không nhận cái lá đơn của những ai gọi là muốn xin ghi danh cho cái tiền thất nghiệp nữa, trừ khi có những cái việc, nếu mà quý vị có những cái trục trặc như sau, như là quý vị đã bị từ chối hoặc là không biết lý do nào tại sao bị từ chối, hay là cái lá đơn của quý vị quá khó mà không thể nào làm được á, thì bên công ty Empath vẫn tiếp tục ghi danh để giúp cho quý vị hoàn tất. Còn nếu mà thực tế mà nói, nếu mà quý vị muốn gọi là lộp đơn ghi danh thì quý vị nếu được thì hãy nhờ người nhà, người bạn hay là ai đó hãy giúp mình làm công việc đó nha quý vị. Thủy Tiên mong quý vị hãy thông cảm. Cái một lần nữa vì cái khối lượng công việc quá nhiều, cho nên Thủy Tiên hy vọng rằng quý vị sẽ hiểu cho công ty về cái điều đó, để công ty cũng giống như nhân viên của công ty Empath có thể kịp để giúp cho những quý vị đã gọi là lộp đơn xin những cái chương trình cứu trợ khác hoặc là những cái chương trình tài chính khác nữa nha quý vị. Một lần nữa, nếu quý vị có câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi cho công ty ở số đó là 408 881-0188, 408-881-0188 hoặc là 1-800-358-5218, 1-800-358-5218. Thủy Tiên xin được cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và xin chúc quý vị cũng giống như thường lệ luôn có một cái sức khỏe dồi dào và làm sao luôn có sự an bình trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Xin được cảm ơn và xin hẹn gặp lại lần sau.